đây nè, không biết chỗ nào. Kênh Solo Phong Hành nhé. Hôm nay mình đang tại thôn 2, cư bang của nghĩa súp. Em tâm lắp một cái hệ bơm năng lượng mặt trời chạy với 6 tấm pin 550, bơm 2 người thôi các bạn. Hôm nay pin thì tụi tôi lắp ở trên mái xong rồi. Cường đang đấu mấy cái CB với inverter lên này, chuẩn bị thả bơm. Đây này. Đó. Chưa biết ở đâu nữa. Ở đâu đây nè, không biết chỗ nào. À, phải không? Nè, tôi đang vừa thả bơm xong. Cái bơm này hai ngựa. Con này chạy 14 mét khối trên 1 giờ. Đẩy cao 20 mét nó đang bơm ngàn rưỡi dùng 8A 192V 6 tấm nối tiếp. Giờ nè, đây, 0.50 nè. Đó. Mình coi. Đó. 0 này 0.50. Quay mặt của ông Dương không có chịu. Quay không có trúng vào mặt, ông không chịu đâu. Đó, đó. Đó. Bà con đang đứng xem nè. Ok chưa anh Minh? Được chưa? Được không? Đó, ông chủ nó ok là thấy khoái rồi đó. Chạy bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu Cường? Nếu mà lúc vừa chơi lên lên không à? 2.3 còn nữa, còn lên nữa. Đúng rồi. À, còn mạnh hơn nữa. Anh Minh hôm năm cư bang. Thằng ai bạn đi châu ơi. À. Rồi được rồi Cường ơi, đóng nắp lại. Cái này. Cái này anh Minh rút dây cho nó gọn lên luôn chứ để nó... Bây giờ xem nước đá đang sướng. Sướng chưa? Ok chưa? Đó, đó, đó. Anh làm cái máy hơi bị cao, anh phải làm chéo lại nghe chúng hơi bữa nào nó bay mất tiêu cái dàn của tôi á. À. Rồi vậy làm ruộng được chưa? Anh ở đây... Mai làm. À. Làm rừng chưa? À. Làm cái gì? Ông nay mai gió bay mất cái vàng của ổng luôn vợ nó. Làm láng ở hơn lâu lâu vợ có giận ra đây ngủ được. Xay lên. Rồi xay luôn rồi ngon hơn. Xay luôn là xay là anh không cần phải chằng. Xay là anh không cần phải chằng chip gì hết á. Hả? Cái vòi này á, sau này anh phan cái giếng nữa anh bỏ xuống chứ cắt lắp trong mai lắp được mai hả? Cái bơm này hiện tại nó hết rồi, từ sau mới có. Bơm này hiện tại nó hết không, mà hôm nay là có về bao nhiêu lấy hết bao nhiêu mà nó vẫn thiếu. Trời, mấy bà con trong cư bang này giàu lên quá trời làm không kịp. Tại vì lúa lên á, họ có tiền rồi nên thì bây giờ lắp nhiều lắm. Ở đây anh Minh hình như 4 hết anh Minh. 4 hết hả chị à? Ở đây mấy hết rồi? À. Hả? Trồng 1 hết hả? 1 hết thì cái này làm đủ rồi. Vậy một cái cút là đủ rồi.
nay mai coi có ai làm á mình chia lại họ, chứ bây giờ trong mấy cái vòi nó nãy Vinh nãy gọi bên cửa hàng nó nói cho chị rồi đó. Hồi nãy em mua giùm á mà, trước vòi em đâu có bán đâu, mà bán em ngại khúc này biết thả cho chiếc nào bây giờ. Ừ, nay mai coi có ai dùng á, nói lại. Này là anh Khánh nè, trước đây các bạn, trước đây lắp mình cũng hệ. Mà của anh Khánh là cái bơm nó cái ống nhỏ quá. Ờ. Với lại pin của anh nó ít hơn nữa. Đúng không? Pin của anh nó 5 tấm mà 5 tấm nhỏ. Anh có thể nâng cấp lên tấm lớn hơn cũng được. Này 6 tấm lớn lận. 6 tấm 550, của anh là 5 tấm 450 nên hình thử nó phải ít hơn cái này. Của anh mà nâng cấp lên được tầm 6 tấm thì nó cũng mạnh lắm. Không, có nghĩa là tại tấm của anh này đã lớn hơn của anh rồi, mà còn nhiều tấm hơn của anh nữa. Đúng rồi, 6 tấm 550. Cái này là 2 triệu 6 tấm. Đúng rồi, 2 mấy triệu, mắc hơn của anh mà. 24 triệu 7 một bộ, chưa bao gồm vòi, dây điện, cáp thải thủy tinh. Nhưng mà dòng pin của anh với dòng pin này, hai cái dòng này á, tuy rằng công suất khác nhau nhưng mà dòng điện nó giống nhau nên mình được phép ghép nó tiếp hết luôn. Kể cả tấm 550 với tấm 450 được phép ghép tiếp nó tiếp luôn. Chứ không giống như những cái dòng pin hồi trước đây nha. Dòng pin trước đây là không ghép chung được. Tại dòng pin kia có 10, dòng này nó 13 lần. Cái dòng mới, pin của anh cũng là dòng mới nhưng mà tại sản xuất tấm nhỏ tấm lớn khác nhau. Được, vẫn được. Vẫn được. Vẫn giống như vậy, tại vì nó cùng dòng. Cùng dòng, cùng xeo, nó cùng xeo với nhau nên nó ghép nó tiếp thoải mái. Cùng hãng luôn nữa. Không, có nghe dòng khác là cái dòng sản xuất trước đây á, nó cái dòng nó thấp, nó có 10 ampere thôi. Còn cái dòng của anh chứ, của anh này, của anh gì quên này. Anh Minh á là dòng này nó 13 ampere là dòng mới nhất, hiện tại bây giờ xeo mới nhất. Dòng cũ hiện tại giờ em không có nhập về. Thì giá thì nó cũng vậy thôi, nó không rẻ hơn đâu anh. Nhưng mà dòng kia em không ghép chung với dòng pin này được. Là anh hành xếp đây. Nước lên này. À, nước lên đẹp không? Trời này là lúc 3 giờ hơn rồi nhá. 3 giờ hơn rồi đó. 3 giờ 5 phút rồi. 5 phút. Không nằm. Cả đường khúc. Của anh chắc xa hơn nha. Nhưng mà có bò heo nhỏ hơn. Ờ. Của anh ha. Cái này nó cũng đẩy hơn 1 mét luôn, tại vì bò nào nó cũng ra cỡ tầm tầm vậy. Ép lực như nhau. Ừ. Chạy được có 3.000 thôi mà. Nhưng mà nó chạy rất là ok rồi. Mà cái này mới lên được 3.600, 3.700 nữa rồi thôi. Khỏi lo. Đăng lên nữa anh. Không có nhầm đúng không?